của em Trendy nghẹn ngào kể về ký ức khó quên trong ngày 30 Tết. Cách đây nhiều năm về trước, cô em Trendy và gia đình từng điêu đứng vì một sự cố vô cùng bất ngờ vào dịp Tết Nguyên đán. Cho đến thời điểm khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, dàn sao đình đám trong làng giải trí đều vô cùng bận rộn với lịch trình công việc. Có những người đã lựa chọn kết thúc kế hoạch, dự án từ sớm và vui vẻ về quê nhà tận hưởng kỳ nghỉ lễ sớm. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ vẫn cố gắng làm việc cho đến những ngày cận Tết. Mới đây, cô em Trendy, một trong những người đẹp hoạt động đầy tích cực ở lĩnh vực thời trang đã mở một mục giao lưu với khán giả. Khi nhận được câu hỏi, chị kể về một cái Tết đặc biệt nhất đối với chị đi ạ. Mỹ nhân sinh năm 1995 không khỏi nghẹn ngào nhớ về kỷ niệm. Bố suýt không qua khỏi trong ngày 30 Tết. Theo trí nhớ của bản thân, cô em Trendy chia sẻ vào năm 2014. Cả gia đình cô đã đón Tết trong bệnh viện vì bố bị tăng men gan và phải đi cấp cứu trong ngày 30 Tết. Chị nhớ là con số lúc đó 2.000 thì phải. Là rất nguy cấp. Chị nhớ là bố chỉ còn khoảng 50kg, phòng bệnh lúc đó có vào người nữa, mà da mọi người vàng rất là vàng. Mà mọi người biết đấy, nếu tình trạng da vàng rõ như vậy là khó có thể qua khỏi. Chị nhớ là mẹ chị đã rất mạnh mẽ mà không rơi nước mắt. Nhớ là cả nhà đã mạnh mẽ ra sao mà đi qua cái Tết đó, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau vẹn toàn.